chóng mặt, là mệt mỏi, đau đầu nhiều. Trước đó thì có người chị tìm hiểu về bệnh tăng huyết áp và chị có biết là những cái biểu hiện đấy là của nó hay là chị đi khám mới biết ạ? Chị bị đi khám mới biết. Nói chung là từ trước đến nay thì tôi có đóng bảo hiểm, thế nhưng mà chưa bao giờ đi khám. Người tự nhiên đã cảm thấy tim nó đập rộn ràng như thế, có nghĩa là nó bị kiểu như loạn nhịp tim. Thế là tôi hôm nay đi khám lần đầu tiên. Nói chung cái bệnh này thì là bệnh của người già, thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cũng chả việc gì phải lo lắng cả. Bác sĩ khuyên thế nào thì mình cố gắng thực thi như thế. Còn cái chế độ ăn uống thì thực tình mà nói là tự mình thôi, chứ không phải là do ai mà áp đặt được. Trong người nó có biến chứng sốt, sốt đau hết cả người, thế cho nên tôi mới mất chút thời gian để khám. Cái này thì tôi cũng tìm hiểu, xem sách báo, xem trên TV, tư vấn của bác sĩ. Gặp thường xuyên tư vấn của bác sĩ thì cũng thấy có mình cần phải tránh những các bệnh tăng huyết áp. Những bệnh nhân như bà Phố, ông Cường, ông Mộc cũng giống như hàng ngàn bệnh nhân đi khám mỗi ngày do mắc tăng huyết áp. Họ đều không biết đến căn bệnh này cho đến khi cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng đến các hoạt động trong cuộc sống cũng như công việc. Người ta thường ví tăng huyết áp như một kẻ sát thủ thầm lặng bởi sự tàn phá âm thầm của nó. Tăng huyết áp ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện triệu chứng và được phát hiện tình cờ trong đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc bệnh nhân đến khám bệnh vì lý do khác, khiến nhiều người không biết mình đang mắc bệnh. Do đó, bệnh có thể tiến triển thành tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, thậm chí là đột tử. Mới phát hiện à? Đâu uống thuốc gì chưa? Tức là cái xương này. Đó, nhấc cái xương này. Bây giờ là nhấc cái gì? Không, nhấc cái này, chỗ này. Đấy. Chỗ này nó có đau không? Đấy, đâu. Đấy, chỗ này. Đấy. Đúng cái này. Nó không qua đau. Trên thực tế, tim mạch là một căn bệnh nguy hiểm. Có nhiều bệnh lý tim mạch phổ biến như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, các bệnh tim bẩm sinh, v.v. Thống kê từ Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam cho thấy, quan điểm sai lầm là chỉ có người lớn tuổi mới có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngày nay, tỷ lệ người trẻ trên 25 tuổi mắc bệnh tim ngày càng cao. Riêng cao huyết áp đã chiếm đến 22% do chế độ ăn uống không hợp lý và thói quen ít hoạt động thể chất. Vì bệnh tim mạch rất phổ biến trong mọi tầng lớp nhân dân và có rất nhiều người không phải là thầy thuốc cũng đã quen nghe đến các triệu chứng chủ yếu của loại bệnh này. Chính vì vậy, rất nhiều người và cả thầy thuốc cứ gán bừa những triệu chứng cơ năng không phải của bệnh tim coi như là bệnh sự. Bây giờ tim anh có đau ngực không? Không. Không đấy, nó to dần là cách đi. Hơn nữa, sự kết hợp giữa tư tưởng sợ bệnh tim phổ biến trong xã hội với sự liên tưởng sâu đậm giữa bệnh tim và các rối loạn cảm xúc làm cho những người không bị bệnh tim nhưng luôn luôn tưởng tượng ra những triệu chứng giống hệt bệnh tim. Nguyên tắc cơ bản của cái bệnh tim mạch là các triệu chứng của bệnh tim mạch như là khó thở này, đau ngực này chỉ xuất hiện khi hoạt động. Đấy, khi người bệnh hoạt động là thể lực hoặc gắng sức nghỉ ngơi là hết. Đấy là những còn những cái bệnh mà nghỉ ngơi đau đấy khi gắng sức hoạt động thể lực hết thì không phải của bệnh tim được thể. Đấy, nhưng cũng có một số bệnh tim là nó không có triệu chứng thì có thể người ta tình cờ phát hiện được là một cái nghe đi khám nghe một cái tiếng thổi bất thường hoặc đo huyết áp vô tình thấy cao. Đấy, nhưng mà để chuẩn đoán xác định một bệnh tim thực sự hay không thì cần phải là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Thế và để khám để xác định một bệnh nhân bệnh tim thực tụ thì cần phải qua rất nhiều các khám nghiệm như khám nghiệm về bệnh sử này, hay khám nghiệm về thường khám thực thể, khám nghiệm về cận lâm sàng là các xét nghiệm thăm dò X quang này, siêu âm tim,
các thăm dò không gửi máu, có thể là chụp cắt lớp vi tính, chụp các ngừng từ, rồi thăm dò chảy máu là gì, các thông tin rồi chụp động mạch vành thì mới là để phát hiện được một bệnh tim thực sự. Bệnh tim bẩm sinh là một bệnh lý tim mạch ngày càng gặp phổ biến trong thực hành nhi khoa, khi mà các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh về thiếu dinh dưỡng ngày càng giảm dần. Tại các nước phát triển, tỷ lệ tim bẩm sinh nằm trong khoảng từ 0,7 đến 1% trẻ sinh ra còn sống. Ở Việt Nam, theo báo cáo của các bệnh viện nhi, tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh là khoảng 1,5% trẻ vào viện và khoảng 30-35% trẻ vào khoa tim mạch. Bệnh tim bẩm sinh là các dị tật ở tim của trẻ, có thể là tại vách tim hay van tim và các mạch máu lớn đã xảy ra trong thời kỳ bào thai, trước khi trẻ được sinh ra, thường xảy ra trong 8 tuần lễ đầu tiên của quá trình phát triển bào thai. Bệnh tim bẩm sinh, nếu không được phát hiện kịp thời, có thể gây tử vong đáng tiếc do rối loạn tuần hoàn cấp tính. Nhưng đa số là gây nên các biểu hiện lâm sàng, đôi khi rất khác nhau do biến chứng hoặc biểu hiện ở các cơ quan khác trong cơ thể, làm sai lạc chẩn đoán, chậm xử lý, dẫn đến mất khả năng điều trị bệnh. Nguyên nhân gây ra tim bẩm sinh thì là nghiên cứu người ta cũng nói là do đường truyền gen hoặc do môi trường. Thì lâm sàng như một trẻ phân biệt tim bẩm sinh thì người ta có hai loại là tim bẩm sinh có tím, tím sớm và không tím. Thường những trẻ tím sớm được đau cao ngay từ lúc mới sinh, thì để nó biết được trẻ có bị tim bẩm sinh hay không, thì khi trẻ đẻ ra thì mình sẽ thấy là nếu mà có tim bẩm sinh thường trẻ sẽ hay như phục đấy, hoặc là hay ho, rồi hay khò khè, quấy khóc, tí là môi tím đó, rồi thì trẻ sẽ chậm lên cân, không đầy chút chậm lên cân nữa là tai xong đấy. Những trẻ đấy thì thường thực tế có rất nhiều các ông bố bà mẹ có con nhỏ, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và hiểu biết còn gặp nhiều khó khăn. Việc nhận biết các dấu hiệu khi con mình mắc bệnh tim bẩm sinh trong những năm tháng đầu đời là rất hạn chế. Do đó, nhiều khi phát hiện ra bệnh thì đã muộn. Điều đó vô hình chung đã gây ra những gánh nặng về bệnh tật, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ nhỏ, đồng thời tạo áp lực cho vấn đề điều trị. Cái tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh là cực kỳ lớn, tức là 1%. Thế thì một năm, ví dụ như ở Việt Nam mình có khoảng mấy triệu đứa trẻ ra đời, thì sẽ cái con số nó sẽ lớn như thế nào và nó lũy tiến theo năm. Đấy, thì đấy là một cái gánh nặng cực kỳ lớn, thứ nhất là cho xã hội và thứ hai là cho từng gia đình, đặc biệt là đối với những gia đình khó khăn. Mà trong nhiều năm làm về tim mạch trẻ con thì tôi chứng kiến là đa số những trẻ bị tim bẩm sinh là gia đình con em, gia đình khó khăn để mà có tiền điều trị cho con với một cái cuộc đại phẫu như là mổ tim thì cũng là một cái gánh nặng cực kỳ lớn đối với họ. Nếu trẻ sinh ra có dấu hiệu, cha mẹ cần đưa con đến bệnh viện làm các xét nghiệm cần thiết để các bác sĩ có thể xác định mức độ tổn thương, quá trình phát bệnh cũng như xác định phác đồ điều trị phù hợp cho trẻ. Có thể phẫu thuật hay điều trị chăm sóc tại nhà tùy vào mức độ bệnh. Hiện nay, ngành y đã thực hiện phẫu thuật và điều trị thành công cho nhiều trẻ bị tim bẩm sinh.
Tuy nhiên, có một số trường hợp bị tổn thương quá nặng, không thể điều trị hoàn toàn khỏi được. Việc chăm sóc và điều trị cho trẻ bị tim bẩm sinh cần sự kết hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và người thân. Gia đình cần có chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, cần cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và cho trẻ hòa nhập với cộng đồng. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, trẻ sẽ có cơ hội khỏi bệnh rất cao và có thể phát triển bình thường như những em bé khác. Có một cái thuận lợi rất là lớn, đấy là cái kỹ thuật của chúng ta hiện nay. Đặc biệt là ở Viện Tim Hà Nội, chúng tôi làm được hầu hết, gần như tất cả các loại tim bẩm sinh đều có thể sửa chữa bằng cách này và cách khác để có thể đưa đến cho bệnh nhân cái cuộc sống mà nó tốt nhất có thể. Có những đứa trẻ sẽ trở lại như bình thường, có những trẻ sẽ trở lại gần như bình thường. Đấy là cái thuận lợi về mặt chuyên môn. Thế còn những cái khó khăn thì tất nhiên là bệnh tim mạch, đặc biệt tim bẩm sinh thì nó rất là nặng. Nó có thể gây đến những cái chết đột tử cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân ví dụ vẫn đang chơi như thế này nhưng mà bị một cái lăn ra suy hô hấp nặng và thậm chí có thể tử vong. Cái đấy là cái mà nó rất là nặng nề về mặt chuyên môn và tâm lý cho các y bác sĩ trong khoa tim mạch. Trẻ bị tim bẩm sinh vẫn có thể hoạt động, sinh hoạt, học tập bình thường như các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, cha mẹ cần có chế độ chăm sóc đặc biệt theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ để đảm bảo con luôn khỏe. Hầu hết trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện sống không đảm bảo. Người mẹ khi mang thai trong 3 tháng đầu có biểu hiện mệt mỏi hoặc ốm. Trong suốt thai kỳ không khỏe, có thể bị sốt cao, trẻ đẻ ra bị tím tái, phải cấp cứu sơ sinh thì cũng có nhiều khả năng trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Trên thế giới, dựa trên những nghiên cứu lớn, người ta đã xác định nguyên nhân có thể có nhiều như di truyền, nhưng chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là tác động giữa yếu tố di truyền và môi trường như do virus, những bệnh về chuyển hóa của người mẹ,
do nhiễm trùng. Khá nhiều bệnh tim có tính chất gia đình, nhất là những bệnh tim có kết hợp với các bệnh khác như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa. Một số bệnh tim khác phải kể đến cũng có yếu tố gia đình như hội chứng Marfan, bệnh cơ tim phỉ đại, đột tử trong hội chứng quy tê kéo dài. Sau khi khám bệnh tại một thầy thuốc chuyên khoa về tim mạch và được làm thêm một số xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán xác định cũng như loại trừ bệnh như đo điện tim, siêu âm tim, chụp X-quang tim phổi, người bệnh có thể ở vòng một trong ba trường hợp sau đây. Bạn hoàn toàn không bị bệnh tim, khi đó bản thân người thầy thuốc phải cương quyết khẳng định với người bệnh như vậy và không nên hẹn họ quay lại kiểm tra tim mạch định kỳ, vì nếu quá quan tâm đến người bệnh, họ sẽ bị ám ảnh bởi bệnh tim và luôn nghĩ rằng mình đã mắc bệnh. Tốt nhé. Nếu không thấy dấu hiệu của bệnh tim thật sự nhưng có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh thiếu máu cơ tim như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, tiền căn gia đình, hút thuốc lá, phụ nữ trên 40 tuổi, nếu có kế hoạch điều trị để giảm các yếu tố nguy cơ đó và hẹn tái khám định kỳ tầm soát sớm bệnh tim mạch. Nếu thật sự mắc bệnh, cần phải điều trị ngay. Bệnh nhân cần phải yêu cầu thầy thuốc chuyên khoa tim mạch nói rõ hướng điều trị cho mình, điều trị nội khoa, can thiệp nội mạch hay phẫu thuật. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng các điều trị cho bệnh tim mạch là tốn kém, là một gánh nặng về kinh tế cho gia đình, xã hội và bản thân người bệnh. Mỗi bệnh lý về tim mạch như mạch vành, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, rung tâm nhĩ thường có các dấu hiệu triệu chứng khác nhau. Để phát hiện được sớm, bạn cần biết các dấu hiệu nhận biết về tim mạch để đi khám và có điều trị kịp thời trước khi bệnh trở nên nặng. Bệnh mạch vành có thể diễn biến tiềm tàng trong nhiều năm. Triệu chứng thường gặp nhất là đau thắt ngực. Trong đa số những trường hợp, các triệu chứng không được để ý đến do khi động mạch vành bị hẹp nhiều, đến một mức độ đáng kể. Nhiều khi bệnh mạch vành chỉ được biết đến khi đã xuất hiện biến chứng, nhồi máu cơ tim. Các biến cố này thường là do sự hình thành cục máu đông, làm lấp tắc động mạch vành đã bị hẹp từ trước do mảng xơ vữa ở thành của động mạch vành. Các biến chứng khác bao gồm rối loạn nhịp tim và suy tim. Hiện tại bệnh mạch vành cũng là gánh nặng của Việt Nam và ngày càng nó càng trẻ hóa, thì như các bạn biết thế bây giờ triệu chứng của bệnh mạch vành thì là gì, có đau ngực. Đấy, nhưng không phải đau ngực nào cũng là của bệnh mạch vành, của bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thì để có bệnh mạch vành thì nó phải có yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ là gì, là tiền sử gia đình có người đột tử vì bệnh mạch vành này, rồi thì yếu tố nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Thì nó ngoài ra còn cộng với tuổi nữa. Cái triệu chứng của mạch vành là cái đau ngực. Đấy. Nhưng mà cũng như tôi nói, bệnh tim mạch ấy, đau ngực của bệnh mạch vành thì là nó có hai loại, là hội chứng mạch vành cấp và cơn đau thắt ngực ổn định. Thì những cái cơn đau thắt ngực ổn định hay hội chứng mạch vành cấp thì là cơn đau thắt ngực không ổn định và hội chứng mạch vành cấp thì thường là đau thì nó liên quan đến nhồi máu cơ tim ngay và đau kể cả lúc nghỉ. Nhưng còn những bệnh mạch vành bình thường, đấy được gọi là cơn đau thắt ngực ổn định, thì là người bệnh chỉ đau khi hoạt động, đấy, gắng sức, còn nghỉ ngơi nó sẽ hết đau. Đấy, tính chất đau của cơn đau thắt ngực của bệnh mạch vành thì là đấy, đau ở giữa xương ngực, có thể lan lên vai, có thể lan lên cổ, lên ngực, lan ra vai trái, rồi lan ra mặt trong cánh tay trái, đến có thể đến tận ngón 4, ngón 5 bàn tay trái. Đấy là cái cơn đau thắt ngực của ổn định, và thì cái cơn đau thường hết khi nghỉ ngơi là một, hoặc là dùng các thuốc giảm giãn mạch. Đấy, thì nó sẽ hết. Còn những cái mà đau ngực, cơn đau thắt ngực không ổn định mà mình hội chứng mạch vành cấp ấy,
thì là nó sẽ đau kể cả khi nghỉ, và đau làm cho có thể là thay đổi cả huyết áp, tụt huyết áp, rồi trụy mạch. Đấy, những cái đấy là những cái cấp cứu ngay, đấy là vừa cái mạch vành thấp. Việc chẩn đoán bệnh mạch vành ngày nay đã trở nên dễ dàng. Ngoài các phương pháp thăm dò đơn giản như điện tim đồ, siêu âm tim, đến các phương pháp hiện đại như xạ hình tưới máu cơ tim, chụp cắt lớp vi tính đa dãy và chụp động mạch vành. Phương pháp chụp động mạch vành là phương pháp quan trọng nhất, cho biết chính xác động mạch vành có bị hẹp hay không, vị trí, mức độ hẹp, từ đó giúp người thầy thuốc chuyên khoa có phương pháp điều trị thích hợp. Đây là phương pháp có xâm lấn, bác sĩ chuyên khoa can thiệp tim mạch sẽ luồn một ống nhỏ vào động mạch ở bẹn lên đến động mạch vành, sau đó bơm thuốc cản quang và chụp bằng tia X-quang ở các tư thế khác nhau. Hiện nay các bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh đã có các trung tâm tim mạch để chụp được mạch vành. Theo chỉ số thống kê bởi Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam vào năm 2005 là 18,3%, đã tăng lên 25,1% vào năm 2009. Vấn đề là có đến 77% người dân hiểu sai về bệnh tăng huyết áp, và đáng lưu ý nhất chính là trong số những người bị tăng huyết áp, có đến 52%, tức là khoảng 5,7 triệu người không biết mình đang mắc bệnh lý này. Trong khi việc phát hiện sớm tăng huyết áp sẽ giúp chúng ta phòng tránh và hạn chế được những hậu quả nặng nề như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Bệnh tăng huyết áp thì các triệu chứng của nó gần như là thầm lặng, nó không có biểu hiện gì cả, nhưng cũng có một số biểu hiện là có đau đầu, có chóng mặt, có thể là có cảm giác là nhịp tim nó nhanh. Còn phát hiện được chuẩn đoán tăng huyết áp là thường là phải đo huyết áp thì mới biết được. Đấy là bằng cách là kiểm tra khám sức khỏe định kỳ. Đấy. Ở những người mà có yếu tố nguy cơ, ví dụ như là hút thuốc lá, béo phì này, đấy, hoặc là gì, tiền sử gia đình có người tăng huyết áp thì người ta nên đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh tăng huyết áp. Các triệu chứng bệnh lý cao huyết áp rất phức tạp và cũng có những biểu hiện tùy thuộc theo thể trạng của từng người. Những triệu chứng này nặng nhẹ khác nhau, có những tác động cũng như gây ra những phản ứng khác nhau đối với cơ thể của từng bệnh nhân. Triệu chứng bệnh cao huyết áp như nhức đầu, chóng mặt, ù tai, mất ngủ mức độ nhẹ, hoa mắt cũng có thể tùy bệnh nhân mà các dấu hiệu triệu chứng này dữ dội hơn. Có thể đau vùng tim, giảm thị lực, người bệnh thở gấp, mặt đỏ bừng tái xanh, nôn ói, hồi hộp, hốt hoảng. Việc nhận biết các triệu chứng bệnh cao huyết áp cần phải đặt trong tương quan các nguyên nhân gây tăng huyết áp, có nguyên nhân vận động hay là cao huyết áp do bệnh lý. Tuổi cao thì dẫn đến cao huyết áp hơn người trẻ, nam có huyết áp cao hơn nữ. Vì vậy, để nhận biết được tình trạng bệnh thực sự, người bệnh cần được thăm khám và theo dõi một cách kỹ lưỡng và liên tục. Các triệu chứng bệnh cao huyết áp được coi là những dấu hiệu chỉ ra bệnh để bệnh nhân thăm khám sức khỏe của mình. Tuy nhiên, không chỉ dựa vào triệu chứng mà định bệnh để tránh làm bệnh nhân hoảng sợ vì sức khỏe cũng như xem thường bệnh trạng của mình. Những nhận biết này có thể giúp bệnh nhân phát hiện sớm bệnh cũng như đánh giá đúng mức độ tình trạng bệnh của mình. Máy đo huyết áp thì cũng có rất nhiều loại, rất nhiều hãng của huyết áp. Thế nhưng mà theo tôi thì là máy đo huyết áp thì người ta phải dùng điện. Đấy, hoặc là dùng pin, nhưng mình tốt nhất chọn mua máy đo huyết áp mà để gần tim, ví dụ đo huyết áp ở cánh tay vì bản nó rộng thì cái con số huyết áp chênh lệch nó ít hơn và độ chính xác nó cao hơn. Thứ hai nữa là dùng điện, dùng lưới điện, điện lưới 220 thì nó sẽ rất tốt và nó ổn định. Còn lắp pin thì có lúc là mình quên để pin nó yếu đi thì con số huyết áp nó sẽ kém đi, vì là để đo huyết áp nó phải có máy bơm hơi vào cái băng quấn. Thế là nếu mà nguồn điện ổn định thì nó sẽ rất tốt. Nếu còn gì, người ta chỉ dùng pin khi người ta đi du lịch chứ người sợ không có chỗ cắm điện. Đo huyết áp thì chúng tôi vẫn hay đo thì là mình tốt nhất là đo bằng hai, đo ở hai tay, hai cánh tay. Đấy, thế mình sẽ biết được con số huyết áp của mình chứ không cần phải đo nhiều lần. Đấy. Nhưng tốt nhất nếu mà trong ngày để theo dõi huyết áp thì nên đo huyết áp sáng chiều. Phần lớn tăng huyết áp không có triệu chứng. Khi bệnh nhân bị tăng huyết áp đã có biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài,
thường lúc này đã là biến chứng hoặc tình trạng tăng huyết áp đã nặng. Vì thế chúng ta cần cẩn trọng với những biểu hiện dưới đây để phát hiện sớm và chính xác tình trạng cao huyết áp của mình để có những hướng điều trị cụ thể và kịp thời, phòng tránh các biến chứng nguy hiểm không đáng có. Đã bị tăng huyết áp rồi thì việc đầu tiên và vẫn là quan trọng nhất chính là thay đổi lối sống. Một cái lối sống không lành mạnh để gây ra chúng ta bị tăng huyết áp. Và khi chúng ta thay đổi lối sống đó đi thì huyết áp ít nhiều nó sẽ giảm xuống. Và các nhà khoa học thấy rằng chỉ thay đổi lối sống thôi, ví dụ như bạn bị thừa cân béo phì, bạn giảm cân đi thì cái số huyết áp giảm xuống tương tự như bạn uống một cái viên thuốc để hạ huyết áp. Hoặc là bạn đang uống rượu rất là nhiều, hút thuốc lá rất là nhiều, bị tăng huyết áp. Bạn giảm uống rượu, bạn cai thuốc lá thì cái chỉ số huyết áp nó cũng giảm theo và cũng tương tự như một liều thuốc điều trị tăng huyết áp. Như vậy rõ ràng là cái liệu pháp không dùng thuốc thay đổi lối sống thì rất là rẻ tiền, vô cùng an toàn vì không có tác dụng phụ, đã có hết sức hiệu quả cho điều trị rồi. Nhưng thay đổi lối sống nhiều khi chưa đầy đủ hoặc là chưa đủ để đưa cái chỉ số huyết áp xuống cái mục tiêu mà chúng ta cần quan tâm. Do vậy thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm, các bệnh lý tim mạch đã cướp đi mạng sống của 17,5 triệu người trên toàn thế giới. Gánh nặng bệnh tim mạch đang ngày càng gia tăng, để lại những hậu quả nặng nề cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Bệnh lý tim mạch có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội, không loại trừ người trẻ tuổi, nam giới, phụ nữ hay trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguyên nhân tử vong do bệnh tim mạch nhiều hơn gấp 4 lần tổng số người tử vong do 3 loại bệnh lý là HIV/AIDS, sốt rét và lao. Cứ 3 phụ nữ tử vong thì có 1 người tử vong là do bệnh lý tim mạch. Mỗi năm trên thế giới, 1 triệu trẻ em sinh ra bị mắc các bệnh tim bẩm sinh. Ở Việt Nam hiện nay, mô hình bệnh tật đã có những thay đổi to lớn. Các bệnh không lây nhiễm, trong đó có các bệnh tim mạch đang có khuynh hướng tăng lên rõ rệt. Những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là bệnh lý tim mạch, đặc biệt là tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, tai biến mạch máu não và ung thư. Trong đó các bệnh lý tim mạch chiếm vị trí hàng đầu. Thực tế này khiến xã hội đang phải đối mặt với một cuộc chiến thực sự chống lại các bệnh lý tim mạch. Bạn nên có những hiểu biết cơ bản về bệnh, đồng thời có thể tự cảm nhận được những sự thay đổi trong cơ thể của mình để có thể nắm bắt được những triệu chứng liên quan đến tim mạch, bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân yêu nhất. Thank you.